Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe và thảo luận một số nội dung quan trọng trong khuôn khổ chương trình hội nghị. Nghe trưởng ban tổ chức Thành ủy Phú Đức Bảo quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nghe trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn trình bày dự thảo kế hoạch của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố. Nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.